mà em còn nhỏ quá à. Em mới có 18 tuổi à. Mà em còn đi học đại học nữa. Hay là anh đợi em học xong đại học rồi mình làm đám cưới sau nha. Tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ hả? Em vừa có chồng vừa đi học, có sao đâu. Nhưng mà sao anh muốn làm đám cưới sớm quá vậy? Thì tại anh muốn em được sống sung sướng, muốn em qua nhà anh đỡ phải cực. Chứ nhìn em cực á, anh xót lắm. Vậy còn lý do nào không? Lý do khác hả? Thì anh thích độc chiếm em, thích cảm giác em thuộc về anh. Điều đó chưa đủ thuyết phục em hả? Tôi đã quyết định ly dị, còn cô không có quyền quyết định trong chuyện này. Ly dị? Anh nói tôi không có quyền. Vậy trước giờ anh xem tôi là cái gì? Là con rối, con hề cho anh giật dây đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi không để cho các người coi thường tôi như vậy đâu. Cô nghĩ thế nào thì tùy cô. Một khi tôi đã quyết định thì tôi sẽ không thay đổi. Tình cảm đã hết thì níu kéo làm cái gì nữa, chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Nếu cô muốn nuôi con, tôi sẽ chu cấp đầy đủ và không để nó thiếu thốn một thứ gì. Còn nếu cô thấy không đủ sức của mình thì tôi sẽ nuôi nó. Anh nuôi nó? Anh không sợ nó cản trở cái hạnh phúc mà anh luôn mong muốn hả? Chuyện đó thì cô yên tâm đi, Thúy sẽ coi nó như con ruột của mình. Anh tin được sao? Nếu không yêu tôi thì cô ta đã không dễ dàng hy sinh vì tôi. À, mà cô cũng đâu đủ kiến thức để hiểu hy sinh trong tình cảm là gì. Thôi được rồi, bây giờ anh muốn nói gì mà chẳng được. Nếu mà anh quá mê muội á thì ly dị. Tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa đâu. Anh yên tâm mà đến với cô ta đi, tôi sẽ nuôi con. Với lại anh không cần phải du cấp đâu, cũng đừng đến thăm nó nữa. Đã chia tay thì nên cắt đứt đi. Cô làm như vậy không thấy thiệt thòi cho con bé hả? Tôi sẽ không để nó thiệt thòi đâu. Thà tôi cực khổ, tôi có như thế nào á, tôi cũng sẽ lo cho con đầy đủ. Còn hơn á, thấy anh đi tới đi lui, thấy cái mặt của anh á giống như là bị tra tấn tinh thần vậy, anh biết không? Anh làm đơn đi, tôi sẽ ký liền. Được rồi. Chúc mừng em và anh sắp thành vợ chồng mới. Em không ngờ là con Trang lại đồng ý dễ dàng như vậy. Anh nhớ đó, ly dị với Trang xong á là anh phải cưới em đó nha. Đã tới lúc anh phải bồi thường cho em rồi đó. Anh biết rồi, anh không để em chịu thiệt thòi nữa đâu. Em hứa với anh, em sẽ trở thành một người vợ tốt, tốt hơn con Trang gấp 10 lần luôn. Anh à, con của anh á, rốt cuộc ai nhận nuôi? Trang sẽ nuôi nó. May quá, rảnh nợ. Ừ, đúng rồi, con ấy thì phải theo mẹ thì mới tốt. Anh yên tâm đi, sau đám cưới em sẽ sanh cho anh một thằng con trai kháu khỉnh dễ thương, đẹp hơn con anh luôn. Ừ. Cay đắng nỗi bơ vơ.
giờ chẳng còn gì nuối tiếc bên nhau khi xưa. Đau thương cuốn lấy niềm tin, mình mặc bỏ lại những tháng năm. Trang ơi, đi đi Trang.